cùng với những chương trình xong chương trình xua lúc chương trình một số hộp chương ngày bà Dạ, chị mẹ xưa luôn muốn là lết, xong cả lúc bóng ổn chân hồn chiếc, vì chẳng ngại chả. và lúc chúng tôi dương khơi qua đầm miền trong cày này luôn như rộn rãy hoàn sáng mình đôi chùm ho nó lại tới tạ tòng nâng tạ sản lại cây từ bờ tây phù mía đàn nâng thưa nó đam khai mẹ cà ra cứ chuẩn ai những shop này từ những ngày bấm bơm mẹ cà ra nụ phong hơi từ ní cứ luôn nơi tái và can chùm ho tha đầm bay rộng đầm nó sai nơi à diên và tai chia đầm bông ní trong ban bờ sa bờ lục chùm tiêu tạ tòng nâng sẽ cây thay ca bờ lục xăm rèn xi đã chia bờ thiên sơn tây cana bạc sơn cruz chiết đã từ tranh tham mây tham chị tất chân bị ngay thì đập buôn hay lục chúng tiêu có quan tro xa nó đây tệ toàn nâng thà lục hôn xa mình đầm nàng ai bị chìa bọt khả mai lấy hai con mình đầm nàng ai xa có mà riêng này được chứ từ ní từ nó không niềm chịu bọc cô luôn anh tê hai ai nâng bạc bò đò kê chung một cam bị chìa tự bình xung lục chúng tiêu bỏ sai rương đi mình tạch sân bàn Chị cái chấp áo chung xôm chung rì bọc ôn chung rùm chiệt hả? Chị cái khai ca này lục tiên sĩ kỳ xăm ràng xí xây ông bì tu sản ác kẹt bọc bọc lộ khôn sáng chung xôm ôn chiệt chì tu sản ác kẹt bọc bọc lộ khôn sáng cứ chia sẻ cái khai ca mùi đã dư bán kết bì chà rà khúc chung chơi tạng bọ nếu không bắt được bọc này bà tì kàm chìa nè bì bố bà tì kàm chìa khai tơ chìa bà thiên bọn nây à diện đầu bên mà đô bền chặt. Ở trên dưới khơi thả, dưới cơ rốt ở với đại trị ASEAN chặt. Có phần ta dưới mình ai cơ rốt bộ khô lệ. Bà này, hãy nét đất nôn để cứ tức luôn ai thả trị bộ khô. Nhưng hãy mà cho chung một trị ASEAN, trị bà thiên ASEAN, dưới mình ai cho tôi dụ bà này chặt. Chẳng dưới trong người thả, ta bộ khô, không sai, bộ khô, mình lèng. Chia nó nà bộ cô hôn sáng bộ cô minh ổng lãng cứ chia nè đặc nguồm mân sọc chắc báp nây bảo tế đã chia sầm má chắc á dẹp dự đằng hỡi lúc hôn sáng bán thư rọt bảo hà tam bảo thác thông mà nôn rọt thông mà nôn bảo hà đôi bằng bắt cháu nơi sầm lên bộ rọt chiêm bẹt đặc gà nô cô đẹp bán bọt cho nó chứ rơ rơ vô cả nạc bác đẹp nịa lục bàn tụi chồng ở khơi nữa chỉ nạc đất nông bạc tế cứ cả nạc bác xong khổ chiết nế cứ bọn tùm rùm liê cả nạc bác xong khổ chiết đói bộ chàng nâng ở vây đá chía sẽ kết đây xùm ra chỉ chàng tiết nây bộ rọt tam sở lịch cho nó bọc bộ rọt nơi cho nó bọc cho nó bọc cho nó bọc 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 ai lúc mình ôm lên mình cứ chịu nẹ nà chị chú thiệt bách ca đài hỡi nơi thằng ngày mùi thai cùng phẹt cho năm bì bòm phải mùi ní bàn phơ rọt rò hà dô thiệt rồi bà cùng lăng dô thiệt rồi lộ lỡ sẽ kết đây xùm rạch chan tẹt bù rọt thu mía để mát bọt cho nó chung tất đó cả nạc bạc lúc chung tiếc ông sang sự chỉ chiêm pet sẽ phải rồi cái nạn bạc NLD nâng bàn tụt tuôn nè đối chân này dân khởi thá bộ cô tiệm bị nẹt nấy mình men chia nẹt được nón sọp cho bát nơi protein đi hay nơi protein nơi bên đi cứ bị bắt à diễn nè tiệm mũi cứ tranh máu bị phù mía công công tại đọc sai bằng hạt phù mía hai nẹt để chia ác của son bọc à diễn đây để nơi bằng to bên được lực mít đồ về nền lịch nít từ chia bộ côn hồn sàn đại chia lại được ngon bệnh tình cảm bệnh chi để mình sọt cho bạn lần hai ban chia lô bệnh tiên sẽ đi sang đằng xí nơi nông sẽ đánh lên ca này cả đại bạc sang khuôn chiết cứ bằng chẹt cho bạn nè bộ côn hồn sàn mình men chia lại được ngon sọt cho bạn nơi bệnh tình cảm bệnh chi thế rồi cho nên bộ côn hồn sàn và những bà sân chỉ quản chuyển thứ mình ai tới trong niềm chia đồng nang nơi bất kỳ Campuchia nơi bổ loạn khám ai đi bởi quá trong chuyện tư chẳng mến rồi biệt năng mến lưu tra đại đo sát ba nhà hà vì bắt nơi dốt máy nơi bất kỳ Campuchia đã bởi trái lại tốt nơi sẽ kết đây sống rách nâng chan tiện nơi bổ loạn nơi bất kỳ Campuchia dứt để bắt bỏ chân out ở đồng nang rồi bóc luôn cứ cái nạp bạc xong rồi chiếc chiêm bẹt cả đàn nó có hai cạc bỏ chân out nó chắc đàn mò tiện hai
cứ sống khăn một phút cứ scenario là bà lộ ngân sáng không biết là vậy cái hào ta bổng bắt bị cứ ca rầm lốp nâng bổng bắt xâm lý nẹ phải chẳng cả lại nâng hai đại dư lúc bà thiên sẽ đi xâm ra xí trong toa chỉ ách hạ mình lộ hôn sáng mình mê chỉ cầm nàng nên bà tê cả bà chiên này bố rõ thầm mai nông niềm tầy chuộc chỉ mùi nâng tập phung yếu để chạc អរគុណលោកជំទាវអ្វីដែលជាចំហរបស់គណៈបកមានតែបានអ្នកជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចលោកសំរងស៊ីនិងលោកជំទាវនឹងសុទ្ធតែមានចំហដាច់ខាតហើយថាដំណោះស្រាយនៅភូមាមិនអាចដោះស្រាយបានមិនអាចលោកហ៊ុនសែនទៅតំណាងថាជាកម្ពុជាទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលទេតើការដែលមិនអាចតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនោះសំដៅទៅលើតែការដែលគំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកម្ពុជាមិនមូលមាត់គ្នាហើយលោកហ៊ុនសែនតំណាងឲ្យតែក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយផ្នែកណានោះឬយ៉ាងម៉េចព្រោះកម្ពុជាចាំចង់លោកហ៊ុនសែនក៏អាចយកហេតុផលមួយដែរថាបោះឆ្នោតក្រោយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគណៈបក្សប្រជាជនគេបាន125កៅអីនោះហេតុអីបានជាមិនតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายឯខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតណាលោកមានអំឡាំងក៏មិនមែនជាតំណាងនៃពលរដ្ឋភូមិដែរតំណាងនៃពលរដ្ឋភូមិបានបោះជូនទៅហើយគឺលោកស្រីអង្សង់សុឈីនិងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកលោកស្រីអង្សង់សុឈីហើយអ្នកទាំងអស់នោះនៅឯណានៅជាប់ពន្ធនាគារនៅគិតផុតនៅកំពុងតែគិតភៀសខ្លួនឬមួយក៏ជាប់នៅពន្ធនាគារឬមួយក៏ស្លាប់ទៅហើយឃើញអានឹងហើយដែលជាវិបត្តិនឹងហើយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេបើសិនជាមកដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានយើងឃើញថានៅពេលនេះភូមាកំពុងតែជាប់ឈ្មោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារលោកអំឡាំងនេះគឺជាអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិប្រំពន្ធអន្តរជាតិទៅលើរឿងអីអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិចា Crime against humanity អាចទៅដល់រឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង genocide ទៅទៀតនោះចាលោកជំទាវខ្ញុំកាត់ប្រសាសន៍លោកជំទាវបន្តិចពេលលោកជំទាវមានប្រសាសន៍អំពីតឡាការព្រំតាន់អន្តរជាតិ ICC ថាជាលោកជំទាវយោងទៅលើបណ្ដឹងរបស់បណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅភូមាឈ្មោះថាគម្រោងករណីភាពភូមាឬក៏ MAP នោះដែលដាក់ប្តឹងកាលពីនៅក្នុងអំឡុងខែនេះប្តឹងទៅតឡាការអន្តរជាតិ ICC ដើម្បីឲ្យផ្ដំទោសលោកដំសនីមុនអងឡាំងនឹងអំពីបទក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិតទៅនឹងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋពលកតបតកជាង1000អ្នកហើយមានទាំងរហូតដល់ឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះដុតមនុស្សទាំងរស់អស់11អ្នកទៀតលោកជំទាវសម្ដៅទៅលើរឿងហ្នឹងឬបណ្ដឹងនេះមែនតើគឺដាក់ដោយបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែ ICC ស៊ើបអង្កេតឬក៏ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងណាយើងរង់ចាំតទៅទៀតមែនទេលោកជំទាវបាទចាជាការត្រឹមត្រូវគេមានផុសតាមគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយហើយក៏មានការចាប់ដើមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយចាចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអាស៊ាននេះគឺជារឿងភូមិនិងរឿងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានណាណាត្រូវឲ្យអាស៊ានគិតគូររឿងភាគច្រើនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងហ្នឹងគឺជារឿងអាស៊ានទាំងមូលមិនមែនជារឿងនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗទេពីព្រោះដល់ហើយទៅអាដំបៅហ្នឹងឃើញដំបៅទៅវាធ្លាយហើយហ្នឹងណាឬចេញពីភូមិហើយនឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយវាជាអកុសលដែលខ្ញុំថាជាការអកុសលដោយសារលោកហ៊ុនសែនខ្លាយទៅជាគាត់ថាគាត់ជាអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាជាមើប្រធានបន្តវេនប្រជុំនៃអាស៊ាននៅពេលនេះ
bà xin chân lộ con sen ơi tha a dương chặt mà xin chân lộ con sen còn chưa tới phùng nì đòi vô à nông bạc rồi bắt a dương thân nông niêm quạt chưa bỏ thiên a dương nơi bên nì chân làm mà nì cứ chân làm bị bỏ phải bị nì cứ quạt rơi tổ tùa nơi ca ai gặp hiệp công sản xuất quý a dương tầng bố tha quạt ai cũng chưa tới bàn hay quạt bàn rồi lốp nơi công sở smart ở đây ông công sở xuyên thanh sở hai đôi Campuchia ban tờ tua nơi rất mừng thấy mình sợ chấp bác rất mừng thấy cơ sở cao bảo tin mình sợ chấp bác được bố phụ bia và thiệp phụ mía nha nơi bệnh mạch mấy ní hai bà tờ lớp bình yên tiết lô con sen bảo ca tha quát nâng anh chơi tới bà tê phụ mía nơi ngay bảo bơ khai mạc ra bảo bơ bảo bây mạc ra đòi khuôn ấy đòi ọt miên dưới thì ông đòi ọt miên xua à riêng ấy cần ọ tư đòi khuôn ấy đòi chân em miên này ra quạt tư đòi khuôn ấy đó à riêng nên miên chỉ hai cùng plate nữa nhóm trong lượt bảo rừng tiết mùi tiết tu niệm tỷ ca tổ tu khó trừ bảo thân ấy bê dưới bảo tên này cả đòi chỉ bảo thiên này à riêng á chả cứ miên tu niệm tỷ nâng cả ta bảo cây bấy thông thông chạc buôn thông thông bên tên mà mình đã bấy ấy tí mùi chia nẹ nón biết này à diện nẹ nón biết bên này tháng ca đại chồng nuốt rồi bỏ lô hôn xe tự phú biết nơi thay bằng bơ khai bằng ngày bằng bấy khai mạc ra khai mộng ní cứ chia ca xong rắc đôi không xong xuất bí xả má chất à diện chẳng một bà tích đại chứ xả má chất à diện miễn là nắng bị ẩm miễn tôi tự vinh xả má chất à diện kê phía vào cái cung phong ta chung toa khá lắm rồi đấy. Mình ai ta tôi cho bạn tế bị bố lô con sái đôi khuôn ấy, Campuchia đôi khuôn ấy, lô con sái và thạc vào Campuchia chắc. Campuchia đôi khuôn ấy, tôi tự tu qua vô thiê phô mì, đôi sọp chất mắt. Đại à riêng kê mình ta tôi cho, hai miền nên khó. Bí mà tế chồng lệch tiền pram đại à riêng bằng ai cả phía, thì nên đang bị khai bị xa ta hỏi nữa. Chắc nè, tí bì, tôi nhìn tí này bà thiên à riêng mùi tiết, cứ miền ấy, cứ trời tay chia nẹ bà thật bạc cả, nè, nây ở vây đã chia sẻ cái đấy, xong rách được bà à riêng chẳng mù. Hỡi, cứ chia bà thiên, nây cách bà chung xong khăn chẳng lái, nây à riêng. Hãy thông bông phốt nữa tôi nhìn tí, nây bà thiên à riêng, bà thiên là đại thơ chia bà thiên à riêng, nơi cho năm nào cả đó, cứ trời tay miền hiệp chia nẹ sầm rộp sầm rùl ôi tờ tuộc bán nếu consensus nếu bê đã ấp mình consensus tuần này tí nó sầm khăn là hai tuần này tí bà thiên à diễn nó sầm khăn là bê đói xa cứ ấy cứ hiệp ạp chia cực chả ạp chia cực tâm nó còn lại nó đại bằng hai tháng lộ hôn sáng ạp chia cực cần lại nó đại tháng nâng lại lộ hôn sáng mình nên cầm được chia đi cứ lấy na đại thái lộ hôn sen ập chế cất bờ sân chế rộ bọc lộ hôn sen tờ tua vô chồng nuôi tờ tua hai chồng tiết chân chiêng chồng bùm nôn này bà tây Campuchia cứ sai sắp phía rối cứ nơi chân là hai nâng hai cao sắp phía rối này ở vì nơi dốt thẳng lái nơi bà tây Campuchia sắp ngay đi cứ mô bì bà tây chân hai dự đăng hai lộ hôn sen và nơi dây hai nơi dây tiết khá mất mất ấy bất bẩm man chân nắng rồi bà quan nó cứ bật cái tại khai cái gặp quan nó cứ bật cái chân hai chân nó kiện cất vô mọi hai thà nước pi pa mà phải pi nè na để tới bật cái na để tới chia hai nón na để tới chia bật tiền Asia cái là không sai cứ Campuchia rồi chứ thế kế riệp scenario đang du na mọi hai rồi chứ thế bật tiền Asia trở tại bằng hai nước pi ai cái đấy bật tiền Asia trở tại bằng hai nước pi cầm đà hay giúp phát và giúp ả diễn trị thông chạc. Bạn, ở con lúc chúng tôi mình phát xa hôm bí giúp và giúp ả diễn trị thông này cứ chỉ ở vậy để lô hôn xa nóng thua lọp ả an chỉ trong cơ hội nâng nơi về là xa lãnh xa nơi về xâm phốt sân thang kia hài giặt nơi nơi phân nông bình hài giặt regency phân nông bình ở tài nâng cứ quạt
ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាចង់ធ្វើឲ្យអាស៊ាននឹងវាទៅជាមានមូលមាត់គ្នាសាមគ្គីទៅអាស៊ាន10វាមិនអាចអាស៊ាន9ទេបើអាស៊ាន9វាអត់គ្រប់ទឹកអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគឺវាផ្ទុយទៅនឹងចរន្តរបស់សមាជិកអាស៊ានដោយលោកជំទាវមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏5ដែរមានម៉ាឡេមានសិង្ហបុរីមានហ្វីលីពីនមានឥណ្ឌូនេស៊ីដោយទាំងម្ចាស់ផ្ទះប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំនេះគឺប្រ៊ុយណេផងជំទាស់ដាច់ខាតហើយរឿងមីនអងឡាំងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឯហ្នឹងតើការដឹកនាំបែបនេះហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគិតថាធ្វើដើម្បីស្របមិនផ្ដាច់ការពេកទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅលោកជំទាវនៅក្នុងការដែលគាត់អាកាត់បានបែបនេះទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតណាប្រធានអាស៊ានណាគឺទី1ត្រូវតែជាអ្នកនាំពាក្យអាស៊ានចាមានតួនាទីខ្ពស់ហ่าបាទមិនមែនទីតួនាទីតូចតាចទេហើយយើងដឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតំបន់អាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចហើយមានសក្តានុពលខ្ពស់ណាស់ចាហើយនៅពេលនេះគឺពេលដែលអាស៊ានទាំងមូលត្រូវហើយនឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងមិនថាតែអាស៊ានទេត្រូវតែមានចំហឲ្យច្បាស់លាស់ពីព្រោះឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងសៅឆៃណាស៊ីនឹងចាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ដែលវាមានការចូលរួមហើយនឹងការឈឺឆ្អើលការព្រួយបារម្ភពីមហាអំណាចមួយទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយឃើញថាមិនមែនមកការពារផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយទីទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតាមលោក Joe Biden នេះគឺបានគៀងគងយកមិត្តរបស់ខ្លួនជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនតាំងពីអឺរ៉ុបតាំងពីអូស្ត្រាលីតាំងពីឥណ្ឌាតាំងពីអីណាអគុសរបស់ខ្លួនយកមកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្ហាញថាអាស៊ានរឿង South China Sea នេះសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះមិនមែនជារឿងតែអាស៊ានទេជារឿងពិភពលោកទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាហើយគេព្រួយបារម្ភសម្បើមណាស់ទៅលើឥទ្ធិពលយោធាវត្តមានយោធានៅចិននៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់អាស៊ានដែលអាស៊ានត្រូវតែមានចំហឲ្យច្បាស់លាស់គឺរឿងភូមិភាគក៏ដូចជារឿងប្រទេសកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមិភាគលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សទៅសហនៅអាស៊ានទាំងមូលត្រូវតែគិតជារឿងរួមបាទលោកជំទាវតកតងរឿងអធិបុលចិនអធិបុលប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះយើងមានប្រធានបទវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមួយនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទនឹងដែរដោយសារតែយើងដឹងហើយថាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងគឺជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាបែបនេះក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបន្ធូរដៃដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនោះទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលដែលប្រទេសចិនឯណោះកំពុងតែបង្កើនការជួយជ្រោមជ្រែងនិងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអត់រៀថយទេតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាដឹកនាំប្រទេសដោយគ្មានពឹងពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកសេរីដទៃទៀតបានដែរឬយ៉ាងណាបើសិនជាកម្ពុជាងាកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមែនតើលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសជន់លើដានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែលដែរឬយ៉ាងណាបាទនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយប់ថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាងអាចចូលរួមជាយោបល់ក៏បានហើយនឹងផ្ដល់ជាសំណួរក៏បានដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook និង YouTube របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅវិញងាកមកលោកជំទាវមួសុខហួរវិញដោយសារតែអ្វីដែលជាការលើកឡើងនេះគឺតែមជ្ឈដ្ឋានទូទៅសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋភូមិមាននឹងក៏ប្រតិកម្មទៅលើលោកហ៊ុនសែននឹងខ្លាំងមែនទែនដោយសារសាមរយៈពេលចុងក្រោយនឹងពួកគេស្រងាក់ចិត្តដោយសារតែគេខំតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសភូមាប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ត្រូវទាហានភូមាដុតទាំងរស់ដើម្បីក្រោកឡើងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកគេគ្រប់គ្រងសូម្បីតែប្រទេសអាស៊ានក៏គ្រប់គ្រងចលនាតស៊ូដែរដើម្បីឲ្យរបបយោធាសឹកហ្នឹងគឺផ្ដាល់ការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រជាជនភូមាវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនថាលោកមានបទពិសោធន៍ច
chán lúc thọp cho cha thọp ấy dương mình squat lúc hun san cho bát tê hay là lấy nó gọi bàn tay tăng mình tray là bao lúc pi rub tiệt cứ miên rồi làm tray cái xuống cá bò tê lúc prà sắc con nưng lúc chọn bớt sắt nưng đầm bay ao chui cá nghe này hay lúc prà sắc con nưng thôi chỉ prê sắt rồi bao bát thiên là diễn đại là lúc hun san nưng bát cam chi chi mà chắp tê nưng lúc hun san ta hát ấy có mình tụ ở cả ở lúc ban the thôi rương này mà đo mới bắt bị sọt san sai sập cho nắm bắt tay sắt đập bớt sắt lúc hun san mà mặt sắt nó về để lúc miên bớt sắt nơi cả lại anh support sân thà kia nơi phần mềm nó hay khi nhóm nhân viên sử dụng tài liệu chuẩn tiêu và sử dụng hôn san trong chấm lệnh này bà sống công đã ca sự khâm khu hai bên lơ phiếp chưa bật thiên là bao cao một chỉ có bật tay sống công mẹ nghe nơi tuôn là ti là bao cao một chỉ phòng này sống tục học cả ở trong thư sân khi ông mình tan thằng ban thư phó đẹp là thải chê đẹp là thải chọc và hai chi nè mình toàn qua là quay đẹp hơi thả ca cho cha rồi tê khi ông bị dưới đời sau dọc bài thàn nè mình toàn qua là ruột chiếc này ca cho cha bẹp nào គាត់និយាយទាំងសាច់សបាយនៅក្នុងកំណត់ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋភូមិដែលកំពុងតែខ្លោចផ្សារពេលដែលឮវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅគេគ្រូនឹងធ្វើបាតកម្មនៅអាមេរិកនេះផងលោកជំទាវតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ល្មមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចរចាអាចនឹងចរចារឿងនេះបានជោគជ័យទេព្រោះលោកប្រាក់សុខុនសិតតែជាជើងចាស់នៅក្នុងកិច្ចការបរទេសឯដែរនោះបាទ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសណាក៏មានឆ្លងវិបត្តិដែរ hay protenna có sợi tệ miền chlong cắt cả cho cha đây mình bên tệ phu mía Campuchia đi hay nẹ kia là bay là bay nơi không cả cho cha đôi chị Indonesia nữa miền rồi hốt tệ đó cả cắp sông lắc miền rồi hốt tệ đó bị bắt sông cung đó thôn khó protein hay gần chân đây protenna có miền đây protein Việt Nam có miền đây ការចរចាគេចុងក្រោយគេគេសម្រួលឲ្យបានផលប្រយោជន៍ឲ្យបានសន្តិភាពឲ្យបានស្ថិរភាពប្រកបដោយជួនទៅដល់ពលរដ្ឋរបស់គេទើបតែគេខ្លាយទៅជាសមាជិកអាស៊ានដ៏គ្មានសក្តានុពលតែរបៀបចរចារបស់លោកហ៊ុនសែនជួនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជួនដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះជារបៀបចរចាដើម្បីឲ្យអ្នកណាឈ្នះគាត់ថាតែឈ្នះឈ្នះហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយទៅគាត់នៅជាតំណាងរបស់កម្ពុជាដឹកនាំកម្ពុជា37ឆ្នាំតាហ៊ុនសែនដដែលហើយឥឡូវកំពុងតែចរចានៅក្នុងរង្វង់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យគូនគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៅទៀតទៅហើយនឹងរបៀបចរចារបៀបហ្នឹងហេមិនមែនទេរបៀបចរចានេះសូមយករបៀបចរចាទៀតតំណាងនៃអាស៊ានមែនទេប្រធានអាស៊ានទៀតតំណាងនៃអាស៊ានត្រូវយកសំឡេងយកគំនិតយកវិធីសាស្ត្រនៃអាស៊ានយកទៅប្រើត្រូវតែមិនអាចទៅដោយខ្លួនឯងបានទេត្រូវតែយកពាក់ផ្លាអាស៊ានបាទអាស៊ានដែលនេះចាដែលមិនមែនយកផ្លាហ៊ុនសែនទៅចរចាបានទេយើងចោះចាំចូលឡើងរឿងហើយយើងដឹងហើយរឿងតគាត់នឹងនិយាយរឿងខ្មែរក្រហម7មករាលាអីលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឯណានៅឯណាมันមានការបង្ហូរឈាមមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានការសម្លាក់ប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានការបង្ហូរឈាមដូចនៅភូមិវាមែនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងទទួលយកបានទេពីព្រោះអនាគតទៅមុខទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងខ្លាយទៅជាប្រដែលនៅក្នុងក្រោមការដឹកនាំនៃប្រទេសអំណាចមួយទៀតគឺប្រទេសចិនបាទហើយយើងដឹងហើយប្រវត្តិយើងខ្មែរយើងជាមួយចិនតើយើងភ្លេចបានទេការប្រឡាយពុះឆាស់យើងភ្លេចបានទេយើងមិនភ្លេចបានទេអត់បានទេហើយនៅពេលដែលវិបត្តិរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអាមេរិកវិបត្តិពីរហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅយកអ្នកណាគាត់គិតកាន់ជើងអ្នកណាគាត់ត្រូវយកប្រទេសណាទៅជាចម្រុះរបស់គាត់យករបបកុម្មុយនីសយើងមិនអាចទទួលយកបានទេ
Lúc chúng tôi mình ai cho tôi cho bạn đi đại sát tự dưng nên sau về bà hạ chỉ pin thì trong bàn bà sát bảo lúc chúng tôi đấy bà lúc hôn san tha ở cả lúc mà đong tiệt đấy xạ mưa mưa từ bị thọt lôi ấy cũng sừng khơm tại bàn chụp chết tay nằng prang prang như thế cho chưa đầm nó sai với ta khang lúc chúng tôi vô tha đại sát tại chi lúc chúng tôi chỉ sự mà chắc bỏ cầm bạc sa bột bỏ khang cái nhà cam ca sự mình nuôi bà diên sự phi diên ai phong chúng ta vậy tới cô chưa đầm nó sai nó không phải như vậy chứ đồng nó sẽ lại dục phá ASEAN tập ra trong hồ ASEAN chắc ba nơi trong nói tiếng phạm để ASEAN để lỗ hôn sang của luật ai hay miên ông lãng cột ai có biết đấy nó sẽ lại tới lỗ mẹ tên trong nói tiếng phạm đồng nó sẽ lại cứ còn chấp nơi cả hăng xa tiếng lại nơi ASEAN ở nơi xung tốt nơi phù miệng hay bởi tên trên lỗ hôn sang của anh chuyên tới xung lỗ hôn sang từ đặt biết xong liệt một biết không màu căn tục hay rum chum nai tok chiem muoi nang porat ASEAN hay chak lok yo am meng om lang te chuop chiem muoi nang porat kwat ne phno ne kalai hay sok khlak khnie ot ro khoeng ot khoeng ni dot tong ruoh chau hay tae lok hun sae te kang dai kang chueng te chuop mok neak lok veng om lang ta kwat te ruoch te chien te chah pantae som yok pek pek sanya kang tok chui chak na chà, pura Myanmar cứ chụp pura ASEAN chụp pura dưới đây, hay ở các tập cam nơi bờ tây Campuchia, phía địa toàn là phía nơi bờ tây Campuchia như mà lại bùng phết màn thì nó chung lợi thì mới, chà, chung lợi thì gì, cứ từ ở miền ca cho cha khác đi, tao lộ hôn sai quạt này dưới quạt miền bờ xa hơi, quạt từng đi vừa cho vừa lan thì dưới đã được chụp miền miền ổng lắm, cho tầm năng bao lộ ăn sáng đồ sài ăn sáng sushi miền bóc đáy chung ta kia thế tổng năng rộng bóc kê miền nè nơi xa hạ rộng đầm lịch của miền nơi khăn nông của miền nơi cả lai lai của miền này xong chụp kê tới chụp kê ai kì khơi thật quạt tư khăn nông niêm chia bạc thiên à diên quạt xong chụp kê bì ni ai hai ọt tòa tại sao nâng chồng lại tìm bì nơi ca cho cha đảng pran cứ chọc ca cho cha rồi biên cực thiệt kì hơi nâng quạt thơ này chứ ai hai ôi bác hơi ôi miền chồng nuôi mà nó sẽ thua chiếc bằng toàn bị bước bởi tế bởi phù rộng không biết đại công phương tại phía khuôn nữa ai tự đó ớt à ha ớt khá liền miền sẽ trây đến cổ mà nó không nâng hai chồng nốt rưu tì bốn cứ chồng nói chồng nói tì tì phán cứ chồng nói nẹ và nuông đầm nàng là chị phải xét chà rồi bà ASEAN cứ đồng bằng cơn ở miền cái nắp bắt đầu từ chút group hiện kỳ lúc đó số con tới chiếc được đang ai cái nẹt bị sẹt rồi bà lỗ con sen có phần tai chiếc dương khơi thế tại dương su mơ thạc lúc đó số con chiếc này nè chiếc rất một thay của số kê cạp ở trên này bởi tích Campuchia rồi bà lỗ con sen ta quạt tư sạp nữa nè, ta quạt sạp ASEAN rồi quạt tư sạp lộ hôn xe nâng bạch tế chân nâng bạch tiên, bạch cất dối kì đơn bạch tư hát án nâng ASEAN nên bị bạch được sang bì bò mà phải bì hay chế cả ạc cậu xóa là bì bò mà phải bì tại ASEAN cầm bù đập hồn bởi chỗ mục nâng tay cô viết đọc rộng buồn bế cô viết đọc rộng buồn bạch tên là có khách lưới đây và khách thạc bì cá trai tư ơi nè nà chúi chế bạch tế chế bì xếp bạch tế đôi bạch tế cảm chế hư ơi chân chúi tiết hả mình tha đã bạc sáng thế, các vị ca chết gặp thao đẻ, nơi khăn nông nâng miền rừng ấy tiệt, miền rừng phù miết, nông pi bom mà phải pi, nơi khăn nông nâng miền rừng South China Sea, nơi khăn nông pi bom mà phải pi, miền rừng ấy tiệt biên bị bắt rồi viên hôm nay nó sống mùa hạ hôm nay pi, cứ bật tê chân nâng bật tê, Amrit. អរគុណច្រើនលោកជំទាវណាយើងនៅមានកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតព្រោះរឿងនេះមិនចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេតែយ៉ាងណាខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកជំទាវដែលបានផ្ដល់ឱកាសពេលវេលាក្នុងការជជែកនៅក្នុងរឿងនេះហើយសូមគ្រប់ជូនពរឲ្យលោកជំទាវបាទសូមបន្ថែមបន្តិចចំណុចចុងក្រោយយើងជាពលរដ្ឋអាស៊ានណាយើងនឹងកាន់ដៃសហការសាមគ្គីជាមួយពលរដ្ឋអាស៊ានជាពិសេសពលរដ្ឋភូមាយើងបានបង្ហាញខ្លួនទៅហើយ hay dân sông bằng chạy hà dân đang bằng hành khuôn khuôn nông niêm dân chỉ bộ rạch ASEAN cực tì gần đây thằng ốc
hay chỉ biết nơi cách vợ chồng nơi xã hội rộng lịch hai pi để chia cách vợ chồng rô viên xã hội rộng lịch nâng ASEAN bộ luật hôm nay chính sách American căn sách chính American có trở tại từ miền sầm lên trong vòng hai mươi ngày lúc Joe Biden có mình ai thua với hoặc bị cả mình ai bùng phát cháu nơi ở vậy đã chỉ sầm nổi bộ này bất chi bộ luật hôm nay bất chi ASEAN đã chia căn sách chính American đây đối với này dân chúa khnề ở Washington DC nơi tiếc lại nào có dân nước tự do đây không niềm dân chỉ bộ luật ASEAN អរគុណច្រើនលោកជំទាវខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីហើយសូមជម្រាបជូនពរលោកជំទាវជួបតែសុខភាពល្អបាទសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទអរគុណជម្រាបលាចា៎